Sao mày hút? Ê, chứ làm gì vậy? Con. Đồ mày hút chi chanh của cái thiếu mày. Trơn lẹ mày. Đụng tao vô tao biết rồi. Mày vô tao biết rồi. Bữa giờ tao ăn mà đụng giờ ngu như con bò. Ăn thì ngu thiệt luôn á. Sao giờ... bữa nay không theo hút không? Ờ. Mày có anh nghe mày. Bữa giờ nó rồi anh sao? Đúng rồi. Anh có bao giờ nó rồi ví dụ như em rồi anh có bao giờ mà nó rồi anh á, có bao giờ mà đi mét cho nó không? Nhưng mà tao không thích mày làm vậy. Ủa mày làm vậy là mày không còn ý nghĩa rồi đó. Kể từ bây giờ con em riêng ăn anh mày lặng này lặng đi. Thôi tao vô tao biết. Anh biết đi. Bữa nào nó rồi đã cho anh biết cái đèo anh nó ngu. Thế cho mày làm gì? Hút xanh cho nó. Chúng rồi nó hết xanh nó ra đường đổ quá. Tao xanh là anh cười của mình nó. Anh đồ hè. Sao? Vậy giờ mày làm gì đây? Chết mẹ anh quá. Vậy không rửa tới giờ đi đón con mẹ. Bây giờ sao ta? Giờ sao? Tao đi đón con bây giờ sao? Má chứ nãy giờ có mới quay đồng đèo mà có chút clip mình ăn chưa? Đưa chai nào, đưa chai. Không, bây giờ đây này. Đưa chai tao. Đúng rồi, bây giờ đây này. Thì phải đi đâu ngon đi đỡ chai nào. Em bán cái y tuấn lại cho anh. Sao? Rồi em đưa anh cho xem, em bán y tuấn lại cho anh 50 ngàn thôi. Làm gì? Em đi đón con, anh quay vô kênh anh, em đưa máy quay anh, cho anh, mai anh hai, anh làm thế nhớ anh hai tay máy quay lại cho em rồi. Ừ. Có y tuấn nữa, ngày đây có y tuấn chưa? Em bán cái y tuấn lại cho anh. Sao? Rồi em đưa anh cho xem, anh bán y tuấn lại cho anh 50 ngàn thôi. Làm gì? Em đi đón con, anh quay vô kênh anh, em đưa máy quay anh cho mai anh hai anh làm thế nhớ anh hai tay mới quay lại cho em rậu. Có ý tưởng rồi, ngày đây có ý tưởng chưa? Cái đồ hai chục đối còn 50-20 ngàn đi. 20 ngàn được rồi chứ giờ. Em được. Bây giờ nè, em mày cho anh ý tưởng này. Chút nữa nó cỡ xe đường nào nó chút nữa nó không đi đúng con. Nó cầm mày gứa cái này. Nó đi đúng con hả? Hết xanh á, đồ má nó giết bộ, anh bán cho nó 2 tỷ. Nó phải mua chứ. Đúng nó mua xanh đâu nó đấy. Đúng rồi. Đồ ra đường anh chọc tuyến thì bẻ luôn. Bây giờ nha, vậy em làm 20 ngàn, em đi đón con. Clip tâm huyết của em á, nhưng mà bây giờ em lỡ đi đón con không? Dạ nha, anh hai vừa, mai đã quay về em nè. Nhớ làm thế, nhớ đã lại cho chưa? Chắc mấy quay mà anh được không? Đủ mấy bài bạn hả chứ không? Được không? Mấy cái đồ này nó, mấy cái tụi này mất bụng. Bye em Úp. Nhớ nha. Cái tưởng đó. Chúc mừng anh chồng cái giày này. Chạy sao? Thiết còn chanh nghe. Bán chanh mày 2 tỷ thôi. Đúng mấy cái anh em tin dữ lại tao. Bây giờ mày ngậm trong miệng lá quẹt đốt thân này cái em. Nhưng mà nha, bây giờ tao lúc thiết ra anh đừng mở ra hư. Mở ra là chúng nó ra là nghi mùi. Chúng nó mở ra hư sao nha. Trời. Giờ mở ra là nghi mùi khi nào phát hiện nào hút xanh ra tao nghi mùi xanh. Là nó nghi liền. Bây giờ anh giấu vô trong quần. Bỏ vô đây thôi. Đúng rồi. Có thùng lắm, có sao đâu. Nó tao nó đừng bưng màu á. Mấy ơi chị. Tại sao bữa nay sao ông thì ông Phúc được hả? Ông thông minh không bớt nha, em đi nha. Xây bớt, sợ lắm, có ý tưởng rồi. Nhảy đi, tăng 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 tăng. Cây tương đâu? Trời ơi, Phúc gì vậy? Đợi cho hả? Hết tiền đầu có bê trong ngàn mà mua một nói. Cảm ơn Phúc nha. Đưa thêm 20 giấy được rồi, bê trong ngàn được rồi. Hết tiền nha. Cảm ơn Phúc nha. Mày sao nó ngửi cái ý tưởng nó hay vậy này? Ngửi tao nó đang... Ông mà ngửi im mẹ. Má mẹ mà tao nó đang ngồi uống nước kìa nó không? Ông mà biết gì mày? Mẹ mày không biết. Mấy bữa dài... Mẹ mà làm 5 tháng mà không biết. Mấy bữa dài là ông biết thằng thiết đâu. 5 tháng bị người ta cứu đầu rồi. Mẹ mày không biết. 5 tháng nó mới đặt cụ đồ đấy. Mày... Đồng 5 tháng em mà... Đợi như vậy chú cái này tôi bán rồi thiết. Mày gì vậy? Học sinh nghĩa sao? Mấy gì sao? Mấy học sinh nghĩa sao? Mấy gì? Học sinh không biết chạy kịp kìa tới kìa lấy đổ hay không vậy này? Mấy đứa nhỏ gì rồi kìa mà lên mà đón con mày với anh còn bây giờ đâu? Mày gì? Đâu giết bộ đi. Thấy sợ chạy ra tới thì sang nóng cũng được chứ. Giết bộ đi đi. Mày nghe mày. Thôi giết bộ chứ giờ ai cứu được? Tụi quát đẩy giúp em cái không? Thôi mày giết cái bộ ra đây. Tụi đẩy đi giùm cái đi. Giết bộ đi. Mày nghe không? Chị ở xanh kìa mày. Ý còn em sợ không đủ này nó tới bạc đầu. Đây, tao bán lại cho xanh đây. Không đủ này nó tới bạc đầu. Đây, tao bán lại cho xanh đây. Á đụ mày có xanh xỉu rồi đó. Giỡn giỡn rồi. Đó. Nhiêu? Ấy giờ thôi anh em mày cho mẹ lát nhà sao anh biết anh xin hết xin chuẩn bị sẵn hè. Giải mới hay vậy. Hả? Đồ mày giải mới hay vậy. Thôi cho em đổ vô nha. Trời tao quýnh tí mẹ mày 50 ngàn. Cái đồ cái chai đây được 1 lít đâu mà 50. Bao nhiêu ngàn một lít xanh?
Hay nem chọc. Ủa cái chờ mà đi cái xe đổ tao đưa lại. Đưa cái xe đổ. Cái bộ mày giá tao chạy ra xe chứ cái xe đâu gần. Rồi giá mày đi anh. Mẹ đồng anh em cái đổ cái lai được nửa xe lít không? Nửa lít gì giờ? Nửa lít bán 50 ngàn. Đổ mẹ cái xe nó bán có 10 mấy 20 ngàn một lít à. Một chai nước suối ở trên xe mạc nó sẽ khác hơn một chai nước suối ở thành phố. Một chai nước suối ở trên xe mạc nó sẽ khác hơn một chai nước suối ở thành phố. Quá chuẩn luôn. Mày hiểu không? Đậu miệng xe mạc với thành phố nó khác. Bộ lai đậu miệng cái đây. Vậy á, bây giờ lúc đây mày đang cần, tao bán cho những người cần. Cái đó là anh gọi là. Và tao mua cho những người chán. Cái đây á là gọi là anh đậu. Anh trên đèo anh cổ người. Đèo cổ gì? Giờ tao nói thẳng luôn, đậu bây giờ là tao ăn đèo cổ à? Giờ sao? Mẹ lúc cần người ta phải mua một cái này là thừa chịu bạn thừa nước đục bé câu thái câu này. Mẹ lúc cần người ta phải mua một cái này là thừa nước đục bé câu thái câu này. Thái câu gì ông biết gì ông biết đó ngậm mẹ nó giống như cái đợt mà Covid biết bán không đang đưa anh em cho ngàn đem cho ngàn đưa tiền hai xin gì đủ mấy cái xin gì xin gì xin gì mà giành cái gì 993 à? Đậu mẹ cái xanh làm gì cái xanh 93 à? Ủa vậy? Ủa xanh mà cái 92, 94 xanh 95, xanh 95 hay 92 93 à? Đậu mẹ cái xanh dâu nè. Xanh dâu. Cái đậu khai khai này nước lá không? Nước đá nào? Ông cho tôi xài. Mà mẹ mày. Nước đá ơi. Mẹ mẹ. Mày mày chào chào tay á mày. Ông hết chuyện lắm lắm ông chào tôi không? Cho ai chào mày mày. Đụng mấy 50 ngàn gì? Hứ 50 ngàn gì? Hứ. Ông định đụng đầu lỡ nãy giờ tôi đổ xe trong mình tôi nó hư xăng thì sao? Ủa vậy nữa mà xe đổ bên nước mà anh hiểu không? Nó đổ vô bình xăng nó hư điện nó mấy mắt rồi nó hư sao? Không có tiền tiền bút nó bán tao á. Đụng đâu? Đụng mấy bút cái gì là mày là bán gì? Nó bán lại tao. Anh mua anh mà mua xăng làm gì vậy? Tao mua nó 30 ngàn hả? Im mẹ ấy. Mày ông mà mua xăng 30 ngàn. Tao mua 30 ngàn tao bán mày em chục tao là hai chục chứ mấy mà đâu? Giờ mày mất kiểu vậy? Mày nói xăng gì mà? Nói xăng gì? Nói xăng nào nó bán? Đốt xăng chi mày nó bán tao à? Mày mày thiệt hả vợ? Thiệt. Rồi mày. Không biết gì gì hết trơn. Hẹn. Không biết ai có uống rum đây. Tụi mấy ông nghe nói thông lòng hết tôi hả? Không có. Mẹ anh hai, nãy ra tao tới. Tao đừng mép mày, tao đừng mép mày. Mép mày hả? Tao đừng mép mày mà. Tiếp khẩu hết. Tiếp tao đừng mép mày. Chạy dạng rồi. Tụi mấy chạy dưới. Đúng rồi mày. Tụi mấy sao? Tụi nào tao chả quên đi chạy. Tụi mấy anh không chặt mà lái gần rồi. Mày mày chung tôm như đi ngày nào mà dây. Bụng bơ nước đá mà chai nào hử? Chung tôm như đi ngày nào mà dây. Bụng bơ nước đá mà chai nào hử? Mẹ mà chạy sao biết? Chạy nỉ, nỉ ông đâu hút vậy? Ủa tao đứng ra biết gì đâu? Này ông chưa ông đủ mấy giờ ông đừng có chỉ ai ai đó người ai mà cái chai đó cái chai đó mày cầm mà chỉ ai mày không vậy mày trời không mày tẩy vô đi được không được thôi đỡ tao đỡ đi mày mày nghe nó ở đây đưa đẩy anh quân mày đó đấy mà không ngon lành vậy mà làm gì trâu trâu chảy mày mày thằng Phúc với tao tao định mét mày nó hút xin cho mày đẩy que này đẩy đậu bên phải cho đẩy mày nhưng mà không biết cậu mày giống cậu đồ quá chịu quá tao chị mày con quần nào coi cái gì vậy xe tôi hết xanh ngầu mẹ xe tao thắng lại á hết xanh ngầu quá. Sau khi tao hết cái ngủ tao đồ không hối rồi. Ủa sao mày thấy đồ đồ mấy đây vậy? Mày sao lại chứ tao lại như hết cái mày. Náo luôn á. Đẩy đẩy mày. Mày cùng nữa không? Đây đây. Ủa mày sao chi mà hết xanh mà đậu mà tại như mà đẩy nó được luôn hả? Ờ, đủ mấy xe em sao nó mất hồi lại chứ biết không? Xe mà chênh mà hồi. Chênh mà hồi. Ờ, đủ em biết để em thấy. Ý là sợ hết tàu vô phải là hết. Chênh mà hồi. Ờ, đủ em biết để em thấy. Ý là sợ hết tàu vô phải là hết. Cái này xe mày cháy, nãy nó không chênh chi mày. Em sợ ấy là không phải là nó chênh mà anh hiểu không? Mà em sợ em chạy đi vô Sài Gòn rồi nó chênh giữa chừng. Còn chết không? Sao? Để nó dài tao đụng lấy chai nước đá nó dài đâu nó hút xăng mày không? Thôi đụng mấy vậy thằng ngu. Chảy là nó rút xe anh mẹ đầu thằng ngu. Nó rút xe tao mày. Mà hay để xe anh đi hết xăng rồi chứ hút xe hết xăng rồi chứ. Đụng mấy thiệt ở mày nó hút xe ngày trời ở mày. Thôi giờ anh mua xe ngay bán lại. Mấy rồi. Anh mua xe ngay bán. Nó hút xe ở đâu? Nó hút xe ở mẹ ở đâu? Giờ mua anh bán lại. Mấy vậy thằng Phúc có hút xe kia tao không? Bây giờ chỉ có một cái đường muốn mua là bán lại. Nãy em đem chục, em bán hành trai đó, em đem chục hả? Ủa mày có xăng đâu bán hay mày? Ủa mày sao có đi hả? Đồ mà xăng đâu mà bán ngon mày? Em có xăng dự trữ cho em quá đi hả?
cái đồ hay xanh đâu vậy? Mày xanh em dự trữ không cái đồ rồi. Vậy sao nãy mày nói xanh tụi em nói vậy không đỡ ai em quét ra được ai đựng nhiều đỡ tốn xanh à, lạ xanh lạ nhớ hôm nãy anh bán em cấn nữa là đem cho đem chục giờ đây bán cái này 100 ngàn. Dạ yeah, hay mày với thằng Phúc thăm lòng mẹ tôi gọi chân thăm cái tay. Gì anh thấy em thăm con mắt nào thấy em không mà thăm hiền chi nó đưa nước đá cho tao rồi bán cho mày đó là do anh ngu quá anh ta giờ mua không mua thâu đụng tao đưa bán lại đâu đưa tiền chứ thụng mẹ nói cái miệng rồi tiền đưa cho anh Phúc mẹ chụp mẹ đâu đưa giải tiền chúc mẹ đi ra nè rồi giải mẹ tay giấc bộ đó đó mày đụng mẹ nó chào Phúc chi tao mày quá rồi hết rồi Đâu rồi mày mày đi tao vậy đâu nhiêu đồ giờ mua không đưa xanh đồ đó đi đưa đồ đó không có tiền tao cúc mẹ mua ông nói một ngọn tiền mua tao hết tiền rồi có tiền cúc nó ngang kiếm đi ngang kiếm khoảng quen cho nên chó tao bị dài vậy giờ học bằng lái xe đây cái số này học bằng lái xe đi thi bằng lái xe bằng lái xe gì đủ cái xe hết xanh mà mới học bằng lái xe chạy chèo mẹ đi giờ sao tại vô xe hết xe vậy sao không tiền đâu nữa mua để đưa bút mẹ về chục ngàn đâu thôi vậy sao ủa mày anh muốn xài chùa hay sao quá làm gì nhá sao gì à mua không tiền đâu mua sao vậy thôi đợi đẩy leo lên đợi cho này leo lên quá đồ bên đây đi thành ngu nữa.